cập nhật thông tin trên app Paradi ở đâu. Thì khi mà chúng ta vào cái app ấy, chúng ta chọn mục cá nhân, sau đó thì chọn cái mục cài đặt ở bên góc phải. Hàng trăm năm trên app Paradi. Cái điều tiếp theo nữa đó là chúng ta cập nhật tài khoản ngân hàng để chúng ta sẽ nhận thu nhập vào ngày 10 hàng tháng. Thì chúng ta phải bấm vào cái mục cá nhân, sau đó thì chúng ta bấm vào dấu cộng để sẽ vào cái mục tài khoản ngân hàng. Và như vậy chúng ta sẽ điền thông tin chính xác họ và tên, tức là tên tài khoản, số tài khoản, rồi là ngân hàng, để chúng ta sẽ nhận được tiền thu nhập của mình vào ngày 10 hàng tháng. Xin chúc cho bạn thành công với app Paradi.